Vua Jack đẩy Harry và Meghan vào thế khó Một chuyên gia hoàng gia khẳng định vua Jack đẩy vợ chồng con trai út vào tình thế khó xử khi mời họ đến dự lễ đăng cơ vào tháng 5. Một trong những chủ đề liên quan đến mâu thuẫn giữa Harry, Meghan và hoàng gia Anh được đưa ra thảo luận liên tục trên các phương tiện truyền thông là vợ chồng nhà sát xét có tham dự lễ đăng cơ của vua Jack hay không. Chưa chính thức lên tiếng nhưng nhiều nguồn tin trong cuộc đều khẳng định Harry và Meghan được mời dự sự kiện trọng đại của nước Anh vào ngày 6 tháng 5. Bất chấp những rắc rối mà họ tạo ra do bộ phim tài liệu Harry and Meghan và cuốn hồi ký Spare. Trong cuộc nói chuyện với Sky News Australia vào tháng 2, Michael Cole, cựu phóng viên BBC chuyên theo dõi hoàng danh ca các ngợi cách xử lý tình huống của vua sát khi quyết định vẫn mời công tước và nữ công tước xứ Sussex xếp đến lễ đăng cơ. Michael Cole giải thích ngay từ đầu Vua Jacques luôn khẳng định vợ chồng con trai út hoàn toàn được chào đón tại lễ đăng cơ, từ đó đẩy họ vào tình huống khó xử. Theo chuyên gia hoàng gia, Harry và Meghan có thể bị xem là nhỏ mòn và xấu tính nếu họ chọn không tham dự. Tuy nhiên, nếu họ bay từ California về London vào đầu tháng 5, họ phải đối mặt với nguy cơ bị chỉ trích đảng đức giả. Nhận định này được đưa ra khi bạn bè tiết lộ cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly đang trong tình trạng lấp lửng và xem xét hàng triệu biến số khác nhau ảnh hưởng đến quyết định của họ. Nguồn tin thân cận với Harry nói với The Daily Telegraph, hoàng tử tóc đỏ muốn ở bên cạnh cha vào ngày trọng đại nhất đời, cũng hy vọng cứu vãn mối quan hệ căng thẳng giữa anh và gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, đối với nhà xác xét đây là quyết định phức tạp vì bất cứ lựa chọn nào cũng khiến họ bị công kích. Bạn bè của cặp vợ chồng nói thêm, họ sẽ không có động thái gì cho đến khi nhận được lời mời chính thức từ cung điện Buckingham. Sau đó, có nhiều phương án để họ cân nhắc. Cả hai đều đến sự kiện lịch sử. Chỉ Harry hoặc không ai xuất hiện. Nếu lựa chọn sự lễ đăng cơ chuyến đi của họ dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Giữa tháng 2, nguồn tin khác cho hay Harry có thể yêu cầu gặp vua cha và hoàng tử Quy Lam trước khi xác định có rời mỹ hay không. Harry thông tỏ mọi điều và không hề sao động, anh ấy sẽ không đến nếu cảm thấy bầu không khí độc hại như trong đại lễ Bạch Kim và tang lễ của nữ hoàng Elizabeth. Anh ấy muốn hòa giải với gia đình và chờ cuộc gọi từ họ nhưng cho đến nay không có gì thay đổi, nguồn tin nói với Telegraph. Theo Daily Mail, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tiếp đón những người được mời dự lễ đăng cơ phải xác nhận đến hay không trước đầu tháng 4. Nếu đồng ý, Harry không có vai trò đặc biệt nào, anh và vợ không được phép xuất hiện trên ban công cung điển Buckingham cùng với các thành viên hoàng gia khác. Nguồn tin từ Hoàng gia Anh thông tin thêm các quan chức chắc chắn không để Harry ngồi cạnh anh trai. Khả năng hoàng tử sinh năm 1984 trở về Anh không có mê gần khá lớn, một phần vì sinh nhật lần thứ tư của bé Archie trùng với lễ đăng cơ. Vì điều này Harry có thể chỉ ở lại quê hương trong 48 giờ.